Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, nếu hỏi vào thời điểm năm 1979 khi tấn công Việt Nam, đại tiểu binh sợ điều gì nhất thì chắc chắn không phải là sợ thất bại trước Việt Nam. Bởi đối với cả nước Trung Quốc mà nói, họ đã thua Việt Nam cả nghìn năm nay rồi. Giờ thua thêm một trận nữa thì cũng có là gì đâu. Và lại mục đích đánh Việt Nam lần này của Trung Quốc cũng không hẳn là phải bắt buộc giành chiến thắng 100%. Bởi đối đầu với một đất nước vừa thực hiện pha lật kèo ngoạn mục trước đế quốc Hoa Kỳ mạnh nhất hành tinh, thì đội quân ô hợp của đặng tiểu binh dù đông thì tỷ lệ thắng vẫn rất thấp. Điều mà các lãnh đạo Trung Quốc khi ấy sợ nhất khi họ đánh Việt Nam đó là Liên Xô, với tư cách là đồng minh thân cận số 1 và với vị thế của lá cờ đầu khối xã hội chủ nghĩa, sẽ thực hiện những đòn đáp trả với Trung Quốc. Và nguy hiểm hơn, thậm chí Liên Xô nhiều khả năng sẽ đem quân vượt biên giới đánh thẳng vào Bắc Kinh. Trong lịch sử, mặc dù là hai quốc gia cùng chung ý thức hệ, nhưng cũng đã không dưới một lần quân đội Liên Xô và Trung Quốc đối đầu nhau trong các cuộc chiến tranh đẫm máu. Lần thứ nhất, xung đột về đường sắt phía đông Trung Quốc. Tuyến đường này và khu vực xung quanh được coi là tài sản chung kể từ sau Hiệp ước năm 1924 giữa nước Nga, Xô Viết và Trung Quốc. Con đường này thậm chí còn có cả cờ riêng được kết hợp từ cờ 5 màu của Trung Quốc ở bên trên và cờ đỏ của Liên Xô ở phía dưới. Cuộc xung đột này được phương Tây lý giải rằng trong nửa sau thập kỷ năm 1920, CR đã bị sụt giảm lợi nhuận và trở nên không hiệu quả. Vì thế cả Nga, Xô Viết và Trung Quốc đều muốn nó trở thành của riêng để xây dựng lại. Ở Liên Xô, nguyên nhân của xung đột lại được lý giải bằng việc cho rằng tướng Trương Học Lương, nhân vật hàng đầu của Trung Hoa Dân Quốc, cai trị vùng Mãn Châu, khu vực mà tuyến đường sắt này đi qua và là một khu vực tự trị của Trung Quốc thời bấy giờ, đã cố gắng đưa khu vực theo hướng chủ nghĩa đế quốc và chèn ép người Nga sống ở biên giới giữa Trung Quốc và các thành phố của Mãn Châu. Không những vậy, Trương Học Lương còn có những hành động gây hấn với Hồng quân Liên Xô. Thực tế thì quân số phía Trung Quốc luôn lớn hơn nhiều trong các cuộc xung đột quân sự với Nga. Mãn Châu đã huy động 300.000 quân lính chiến đấu chống lại nước Nga Xô Viết, trong khi chỉ có 16.000 lính Nga tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, quân lính Xô Viết tinh nhuệ hơn và còn chủ động sử dụng máy bay trong chiến đấu. Điều này đã mang lại cho họ nhiều lợi thế. Sau một vụ không kích ngày 12 tháng 10 năm 1929, 5 trong số 11 tàu của Trung Quốc đã bị tiêu diệt và phần còn lại phải rút lui. Sau đó, quân đội Liên Xô đã đổ bộ từ các tàu chiến của hạm đội Viễn Đông. Với sự hỗ trợ của Hồng quân, pháo binh đã chiếm được thành phố của Trung Quốc. Quân đội Liên Xô đã đánh bại đối phương và nhanh chóng rút lui về lãnh thổ Liên Xô. Sự việc tương tự cũng xảy ra trong vụ Fuktinskaya. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 1929, tại cửa sông Tùng Hoa, 8 chiến hạm thuộc hạm đội Viễn Đông của Nga cùng binh lính đã đánh bại hạm đội Sungbari của Trung Quốc đóng quân tại đây. Sau đó, hai trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh số 2 chiếm đóng thành phố Fujin cho đến tận ngày 2 tháng 11 năm 1929 mới quay về Xô Viết. Hoạt động quân sự được kéo dài đến tận ngày 19 tháng 11 đã buộc Trung Quốc chấp nhận ưu thế vượt trội cả về tinh thần lẫn kỹ thuật quân sự của quân đội Liên Xô. Theo ước tính, Trung Quốc đã mất 2.000 người trong cuộc chiến kể trên và hơn 1.000 người bị thương, 8.000 bị bắt làm tù binh. Còn thiệt hại của Hồng quân chỉ giới hạn ở con số 281 người. Phía Liên Xô đã thể hiện sự nhân đạo với những người bị bắt, trấn an họ rằng Nga và Trung Quốc sẽ mãi mãi là anh em. Hơn 1.000 tù nhân đã ở lại Liên Xô. Phía Mãn Châu nhanh chóng tìm cách thiết lập lại hòa bình và vào ngày 22 tháng 12 năm 1929, một thỏa thuận đã được ký kết. Theo đó, tuyến đường sắt phía đông vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng chung giữa hai nước Trung Quốc và Liên Xô. Lần thứ hai, xung đột biên giới Xô Trung năm 1969, bên bờ vực một cuộc chiến lớn. Đó không phải là cuộc xung đột lớn nhất trong các vụ đụng độ giữa Liên Xô và Trung Quốc, nhưng có lẽ là cuộc xung đột đáng chú ý nhất về hệ quả lịch sử và địa lý. Hai nước láng giềng lớn này chưa bao giờ tiến sát đến một cuộc chiến tranh toàn diện như vậy, và hệ quả của cuộc chiến tranh này có thể là thảm họa với cả hai phía. Trong cuộc xung đột biên giới Xô Trung năm 1969, 58 lính Liên Xô đã thiệt mạng và theo nhiều ước tính thì con số này bên phía Trung Quốc là từ 500 đến 3.000 binh sĩ. Thông tin này đến nay vẫn được phía Trung Quốc giữ bí mật. Tuy nhiên, như thường lệ trong lịch sử nước Nga, thứ họ cố gắng đạt được bằng vũ lực sẽ được các nhà ngoại giao xoa dịu. Đầu thu năm 1969, các cuộc đàm phán đã diễn ra và đã đi đến quyết định rằng lính biên phòng của Trung Quốc và Liên Xô sẽ vẫn được duy trì ở bờ sông Ussuri mà không được tiến vào đảo Damansky. Thực tế thì việc này liên quan đến việc chuyển nhượng đảo này sang phía Trung Quốc.
Về mặt pháp lý, hòn đảo này đã được trao cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1991. Lần thứ ba, đụng độ tại hồ Zalan Nanskoy. Một vài tháng sau cuộc xung đột ở biên giới Sô-Trung, người Trung Quốc lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng cố gắng thử sức mạnh của người láng giềng phương Bắc. Vào lúc 5 giờ 30 ngày 13 tháng 8 năm 1969, 150 lính Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ Liên Xô trong khu vực hồ Kaza, Zalan Nanskoy. Bộ đội biên phòng của Liên Xô cũng cố tránh những hành động thù địch vào tiến hành đàm phán tới tận giây phút cuối cùng. Nhưng Trung Quốc không phản hồi lại, họ đã xác lập vị trí phòng thủ trên đồi và bắt đầu đào công sự. Lính biên phòng Liên Xô ở các tiền đồn Roni Kovaya và Zalan Nanskoy đã tấn công ngọn đồi cùng với sự yểm trợ của 5 xe bọc thép. Trong vòng vài giờ, khu vực này đã được giải phóng khỏi quân Trung Quốc và cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Trong cuộc xung đột này, hai lính Liên Xô và 19 lính Trung Quốc đã bị thiệt mạng. Trước đây một tháng sau cuộc xung đột, vào ngày 11 tháng 9 năm 1969 ở Bắc Kinh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Kosygin và Thủ tướng Trung Quốc Chu Enlai đã nhất trí những biện pháp để dừng những đụng độ ở biên giới Nga-Trung. Kể từ đó, căng thẳng trong quan hệ song phương giữa hai nước bắt đầu giảm đi. Tuy các cuộc đối đầu trực diện này gây ra thương vong cho cả hai bên, nhưng các nhà nghiên cứu quốc tế đều nhất trí rằng đó chưa phải là cuộc huy động quân đội lớn nhất giữa hai nước, mà cuộc chiến thật sự đã diễn ra vào năm 1979. Liên Xô đã thực hiện cuộc biểu dương và răn đe sức mạnh trước Trung Quốc bằng màn tập trận lớn nhất lịch sử để đáp trả lại cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam, khiến cho Bắc Kinh phải hốt hoảng. Vào năm 1979, Liên Xô đã khẳng định kiên quyết với những thế lực đầy tham vọng. Quân đội và nhân dân Xô Viết sẵn sàng sử dụng các giải pháp cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình với Việt Nam. Trong rất nhiều trường hợp khác nhau, các nước phải tiến hành những hoạt động quân sự nhằm giải quyết những vấn đề xung đột chính trị mà các biện pháp ngoại giao thông thường không thể giải quyết vấn đề. Nhưng trong lịch sử đấu tranh, có rất nhiều những tình huống mà những xung đột căng thẳng giữa các nước trên thế giới có thể được giải quyết bằng phương pháp phô diễn sức mạnh quân sự và khả năng sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó. Hơn một lần Liên bang Xô Viết đã sử dụng khả năng biểu dương sức mạnh quân sự để ngăn chặn những thảm họa chiến tranh. Một trong những tình huống đó là năm 1979, Kremlin đã có những hành động quyết liệt biểu dương sức mạnh của các lực lượng vũ trang và khả năng sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó để giải quyết những mâu thuẫn chính trị. Và chính sự quyết liệt đó đã ngăn chặn một cuộc chiến tranh lớn ở khu vực Đông Nam Á. Diễn tập bắn đạn thật là những hoạt động huấn luyện chiến đấu của các lực lượng vũ trang các nước với mục đích là làm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng điều hành tác chiến và liên kết phối hợp, đồng thời cũng kiểm tra thử nghiệm vũ khí trang bị phương tiện chiến tranh trên chiến trường. Nhưng trên thực tế, diễn tập có bắn đạn thật là biểu dương sức mạnh quân sự nhằm mục đích răn đe, ngăn chặn hoặc thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời diễn tập cũng là phương thức nhằm đưa các đơn vị quân đội vào trạng thái sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh. Một trong những yếu tố nhanh chóng làm tỉnh lại những nhà chính khách đã mê muội bởi tham vọng chính trị. Với sự tự tin thái quá về khả năng của mình, đó là cho họ thấy được sức mạnh quân sự mà trong trường hợp họ vẫn không tự nhìn nhận lại tình huống, họ sẽ phải đối đầu trực diện. Thực hiện được điều đó thì phô diễn được mục đích chính trị, thông thường được Mỹ hay nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn. Nhưng trong thực tế đấu tranh trên thế giới, Liên bang Xô Viết vào năm 1979 đã triển khai sức mạnh quân sự của mình một cách quyết liệt và hiệu quả, khiến cho một cường quốc trên thế giới như Trung Quốc buộc phải chùn tay. Còn cả thế giới thì nín thở với sự khủng khiếp chờ đợi ngày phán quyết. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam cùng với các lực lượng yêu nước Campuchia tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng quân sự Khmer Đỏ và chính quyền Pol Pot, sức ép mọi mặt lên nhà nước Việt Nam là ngày càng tăng cả về ngoại giao, kinh tế và quân sự. Trên tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam, lực lượng thù địch Trung Quốc đã triển khai một tập đoàn quân, thay đổi 1 đến 15 sư đoàn bộ binh, thay đổi 2 đến 6 sư đoàn dã chiến, dự bị chiến dịch có 3 sư đoàn. Tổng thể cụm quân lực triển khai các hoạt động tác chiến trên biên giới có thể tăng cường đến 29 sư đoàn. Rạng sáng ngày 17 tháng 2, đội quân khổng lồ của Đặng Tiểu Bình ồ ạt tấn công trên toàn tuyến. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 chính thức nổ ra. Liên bang Xô Viết quyết định thực hiện sứ mệnh vô cùng khó khăn trong điều kiện tình huống phức tạp và nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên diện rộng. Thiết lập lại sự công bằng và hòa bình trên bán đảo Đông Dương bằng phương pháp biểu dương sức mạnh quân sự. Nhưng với những cái đầu nóng, thực hiện giải pháp nửa vời và không quyết liệt là không thể, mà còn thúc đẩy quốc gia mang tư tưởng nước lớn muốn dạy một bài học cho nước khác tiến hành cuộc chiến tranh ác liệt hơn. Moscow đã quyết định
hành động rất cứng rắn và quyết liệt ngay từ ban đầu. Các hoạt động biểu dương sức mạnh và ý chí được quyết định vào đầu tháng 3 năm 1979, trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 3, với mục đích tạo áp lực quân sự lên Trung Quốc do những hành động gây chiến chống lại nước láng giềng, theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, trên tất cả các quân khu vùng biên giới phía Đông, trên lãnh thổ Mông Cổ và trên biển Thái Bình Dương, tiến hành cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng và diễn tập hải quân có sử dụng đạn thật. Trong cuộc diễn tập lớn nhất trong lịch sử quân sự, có sử dụng lực lượng của 20 sư đoàn binh chủng hợp thành và không quân. Quân số tham gia diễn tập lên đến 200.000 quân nhân, 2.600 xe tăng, 900 máy bay và 80 chiến hạm. Cuộc diễn tập bắt đầu từ thời điểm động viên lực lượng và đưa các đơn vị thường trực chiến đấu từ thường xuyên lên toàn bộ. Từ lực lượng dự bị động viên, điều động 52.000 quân nhân dự bị động viên hạng 1, động viên từ các cơ sở thuộc ngành nông nghiệp hơn 5.000 xe ô tô các loại. Những đợt diễn tập lớn nhất được thực hiện tại Mông Cổ. Trong diễn tập có sự tham gia của 6 sư đoàn bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp, 3 trong số các đơn vị được điều động từ Siberia và Zabaykalia. Ngoài ra, trên lãnh thổ Mông Cổ, tham gia diễn tập có 2 lữ đoàn, 3 sư đoàn không quân chiến trường, các đơn vị và phân đội đặc chủng tăng cường. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn đó, đồng thời tiến hành các hoạt động diễn tập thực binh của các lực lượng trên vùng Viễn Đông và Đông Kazakhstan. Có sự tham gia của các đơn vị binh chủng hợp thành và các đơn vị không quân phối hợp với các lực lượng biên phòng. Trong tiến trình diễn tập đã thực hiện nội dung liên kết, phối hợp giữa các lực lượng, các đơn vị và phân đội trong điều kiện khí hậu và môi trường khắc nghiệt đã tiến hành cơ động trên khoảng cách rộng lớn. Từ Siberia đến Mông Cổ hơn 2.000 km, các đơn vị được tổ chức biên chế thành đơn vị chiến đấu ngay trên tàu hỏa, được vận chuyển bằng đường không. Cụ thể, sư đoàn đổ bộ đường không từ Tula được vận chuyển vào khu vực Chita trên quãng đường dài. Các trung đoàn máy bay chiến đấu từ lãnh thổ của Ukraine và Belarusia được cơ động trực tiếp đường không đến các sân bay của Mông Cổ. Trên những khu vực biên giới với Trung Quốc, các đơn vị phòng thủ biên giới triển khai phác thảo các kế hoạch tổ chức phòng ngự, đánh chặn các đòn tấn công xâm phạm khu vực biên giới, kế hoạch phản kích các đòn tấn công và kế hoạch phản công. Trên các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc có gần 50 chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có 6 tàu ngầm, tiến hành các hoạt động sẵn sàng chiến đấu và đồng loạt triển khai diễn tập các hoạt động tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng hải quân đối phương. Riêng vùng biển Primorye tiến hành diễn tập đổ bộ đường biển. Một trong những mối quan tâm đặc biệt là kinh nghiệm triển khai các cụm quân công kích chủ lực của lực lượng không quân trên biên giới với Trung Quốc. Do đặc thù có ưu thế vượt trội về không quân như một phương tiện tác chiến tầm xa, phí tiếp xúc trong giai đoạn ngày nay sẽ là yếu tố quan trọng làm nguội đi những cái đầu nóng của người láng giềng Trung Quốc đầy tham vọng mà không tự lượng sức mình. Theo các kế hoạch diễn tập, đã tiến hành tổ chức biên chế các cụm chủ lực hàng không công kích của các trung đoàn không quân trên các quân khu gần biên giới Trung Quốc. Các tập đoàn máy bay chiến đấu chuyển sang vị trí đóng quân cố định trong khu vực miền Đông. Không chỉ là từ các quân khu lân cận mà cả từ Pikapatian trên quãng đường bay dài tới 7.000 km trong vòng 2 ngày. Vấn đề không phải là vài chục chiếc máy bay chiến đấu được rút ra từ các phân đội bay sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, mà là các trung đoàn bay đầy đủ theo biên chế. Cùng với các máy bay chiến đấu, các máy bay vận tải vận chuyển luôn cả các đơn vị hậu cần kỹ thuật, các trang thiết bị, kỹ thuật dự trữ và cơ sở vật chất dự phòng theo biên chế. Có những thời điểm trên không trung cùng lúc bay hàng chục trung đoàn không quân chiến trường. Ngay sau khi các đơn vị không quân hạ cánh, các đơn vị và phân đội không quân lập tức nhận nhiệm vụ và triển khai tham gia huấn luyện diễn tập. Trong quá trình tiến hành các hoạt động chuyển quân và diễn tập chiến đấu tiến công, các kiếp lái đã cơ động hơn 5.000 giờ, sử dụng hơn 1.000 quả bom và tên lửa. Một khối lượng khổng lồ vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu, cơ sở vật chất vận chuyển từ Liên bang Xô Viết đã giải quyết toàn bộ vấn đề trinh sát đường không của địch trên lãnh thổ Việt Nam. Một bộ phận không quân đảm bảo vận tải trên lãnh thổ Việt Nam. Thành quả và khối lượng không thể tưởng tượng được của hàng không vận tải quân sự đã thực hiện trên cầu hàng không được thiết lập giữa Liên Xô và Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình diễn tập và vận chuyển khí tài chiến đấu trong không đầy một tháng, đã tiến hành cơ động 20.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Việt Nam, hơn 1.000 đơn vị trang thiết bị chiến đấu, 20 máy bay quân sự và máy bay trực thăng, hơn 3.000 tấn vũ khí, trang bị, đạn và cơ sở vật chất phục vụ chiến tranh. Liên bang Xô Viết đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình bằng sự giúp đỡ của tinh thần đồng chí, tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội nhân dân Việt Nam bằng giải pháp cung cấp khí tài quân sự. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột vũ trang đến tháng 3 năm 1979, theo đường vận tải biển đã chuyển đến Việt Nam hơn 400 xe tăng và xe thiết giáp, xe bộ binh cơ giới, 400 khẩu pháo và súng cối,
50 tổ hợp pháo phản lực Grad BM-21, hơn 100 khẩu pháo phòng không, 400 tổ hợp tên lửa phòng không vào vai và hàng nghìn quả tên lửa, 800 súng chống tăng RPG-7, 20 máy bay tiêm kích. Ngoài vũ khí trang bị, Liên bang Xô Viết còn cung cấp các hệ thống trang thiết bị đặc chủng và các dây chuyền sửa chữa xe máy công trình, phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, phương tiện chiến tranh. Tất cả các trang thiết bị, phương tiện chiến tranh và hệ thống sửa chữa, bảo hành trang thiết bị đi cùng đó đều được chuyển đến trong vòng 1 tháng. Vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể đưa vào chiến đấu được ngay. Toàn bộ trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh được kiểm tra bởi các đoàn kiểm tra kỹ thuật nghiêm khắc nhất. Để chuẩn bị, đã điều động các chuyên gia, trong thực tế đã khai thác sử dụng triệt để các trang thiết bị đó và có kinh nghiệm sâu sắc về khai thác sử dụng. Như vậy, các phương tiện chiến đấu từ các phương tiện vận tải không cần có sự chuẩn bị bổ sung, có thể đưa thẳng vào chiến trường. Đây thực sự là một kỳ tích của hệ thống hậu cần, kỹ thuật, vận tải của quân đội Xô Viết cả về tốc độ cung cấp và vận tải trang bị, số lượng vũ khí trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị khi cơ động trên hàng chục ngàn km đường biên. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận tổng lực của quân đội Xô Viết, người Trung Quốc căng thẳng theo dõi mọi diễn biến và có thể đánh giá được thật sự họ đang ở trong một tình huống nghiêm trọng như thế nào, đến mức họ không dám đưa lực lượng quân đội của họ từ vị trí đóng quân ra biên giới Xô Trung. Ngoài biên giới, các phương tiện thông tin đại chúng tập trung toàn bộ sự chú ý, theo dõi và đưa ra những phỏng đoán về cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại diễn ra trong khu vực châu Á. Các hoạt động diễn ra rất quyết liệt, theo đúng thực tế chiến trường, chứ không hề có cảm giác tình huống giả định, một bước tiến, hai bước lùi. Và áp lực chiến tranh nặng nề đè lên thế lực hiếu chiến, buộc họ phải suy nghĩ tỉnh táo và kiềm chế tối đa. Không đạt được những mục tiêu chính trị, tổn thất nặng nề về binh lực, ngày 5 tháng 3 năm 1979, bộ máy lãnh đạo Bắc Kinh quyết định rút quân khỏi lãnh thổ láng giềng. Quyết định đó bị thúc đẩy bởi hàng loạt các yếu tố chính trị và quân sự. Những yếu tố then chốt đó là sự ủng hộ kiên quyết của Moscow đối với Hà Nội, yêu cầu ngay lập tức chấm dứt hành động xâm lược vô nhân đạo, khả năng sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự mạnh nhất. Trên khu vực phía đông, những mâu thuẫn và bất đồng chứng kiến ngay trong nội bộ nhà cầm quyền Bắc Kinh. Sự phản ứng mạnh mẽ của thế giới tiến bộ và yêu chuộng hòa bình, sự xuất hiện rõ nét những điểm yếu trong công tác huấn luyện và tiến hành các chiến dịch, thực hành các trận đánh của lực lượng sĩ quan chỉ huy quân đội PLA, cho biết chế của các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, phương tiện chiến tranh, khó khăn nghiêm trọng trong công tác vận tải cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật. Các cuộc tấn công chấm dứt từ ngày 20 tháng 3, quân Trung Quốc bắt đầu rút quân trên toàn bộ các hướng chủ yếu. Cuộc rút lui được che chắn bởi hỏa lực dữ dội của pháo binh và các cuộc tấn công nghi binh. Trong quá trình rút quân, PLA sử dụng triệt để hỏa lực ngăn chặn của pháo binh, súng cối, gai mìn trên các tuyến đường, phá hoại cầu cống, hủy diệt các khu nông trại, hợp tác xã, làng mạc và khu dân cư. Cuối tháng 3, Trung Quốc công khai tuyên bố rút hoàn toàn quân đội, nhưng cuộc đấu tranh giằng co giữa đôi bên còn kéo dài đến tận năm 1989 mới chấm dứt. Các hành động chính trị quân sự quyết liệt của Liên Xô được thực hiện dưới hình thức chuẩn bị quân sự toàn diện cho cuộc tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc đã đạt được những kết quả mong muốn về chính trị. Bộ máy lãnh đạo Bắc Kinh và quân đội PLA buộc phải từ bỏ hoàn toàn ý đồ của mình. Cuộc diễn tập đã đạt được những mục tiêu quân sự cần thiết. Sức mạnh quân sự của Liên bang Xô Viết đã chấm dứt những mưu toan nước lớn, những ý đồ trong vai trò anh cả và tham vọng điều khiển châu lục, buộc Trung Quốc nhìn lại ngay chính lực lượng quân sự của mình và những tham vọng của một đại quốc. Việt Nam đã tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự, đủ để bảo vệ đất nước và đường lối chính trị độc lập của mình trên trường thế giới. Quân đội Liên bang Xô Viết đã chứng minh được khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đáp ứng được những yêu cầu tác chiến hiện đại và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là: theo anh em, ngày nay nếu xảy ra một cuộc chiến tranh trực diện giữa Trung Quốc của Tập Cận Bình và nước Nga của Putin thì bên nào sẽ thắng? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi Ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi Ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau.